À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Chocho Vua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các chiến binh Sparta để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì mình cũng đã nói chung là bắt đầu nâng cấp được cái đội quân đời cuối, và tại sao mình không tuyển quân ngay mà khi mình đã nâng cấp được nhà lính đời cuối rồi, đời 4 lên rồi. Thì có một cái lý do như này. Đó là mình muốn nâng cấp hết tất cả những cái gì mạnh nhất để cho bộ binh Sparta, đó là nâng cấp vào 10% vào tấn công cận chiến và phòng thủ cận chiến này. Cộng với cái vùng này nó cộng cái này nữa mắc cộng 20% tinh thần chiến đấu cho những binh sĩ được tuyển ở vùng này. Đấy. Và như vậy thì các cái binh sĩ được tuyển này nó có rank rất là cao. Mặc dù đây là chưa được búp đây, chưa được búp đam nữa đâu. Nhưng nếu như nó tăng thêm đam và giáp nữa thì tinh thần khả năng phòng thủ của lính Sparta có lẽ là thuộc dạng mạnh nhất game này luôn. Với cái chỉ số máu đây 70 nữa thì nó là cao nhất rồi. Với cái chiến binh này thì khả năng là đánh nhau nó sẽ lì cực kỳ luôn. Ở tập trước thì mình bắt đầu sử dụng một cái tướng cưỡi voi. Thế nhiều anh em có vẻ cũng thích voi ấy nhỉ. Nhưng mà để xem là nếu như vậy thì có thể mình sẽ luân phiên để mình thay bằng cái tướng voi này đã. Tất nhiên mình sẽ phải mất vài lượt để thay cái tướng này bằng một tướng khác, đúng không? Đây, mình mượn tạm một tí thôi. Xong đầu vài lượt sau mình sẽ dạy trả lại. Đây, hoàng đế của chúng ta đây, đúng không? Hôm nay thì đang ở đâu ấy? Trung thành âm 5 này. Bổ nhiệm cho nó xíu để cho nó tăng lên vậy. Âm 3. Nguy cơ xảy ra nội chiến là bằng 0. Rồi. Ready for battle. Commander. Sao cái thằng kia nó lại cầm cái khiên kiểu gì này? Make haste, men. Ready for orders. At your command. Phải là cái khiên của Spartan chứ. Thôi kệ nó, để qua lượt đã xong mình lại bổ nhiệm tiếp. Giờ mình sẽ thay toàn bộ tướng của mình bằng các cái tướng chủ lực của mình bằng các cái đội cưỡi voi. Thực ra voi thì nó có một cái đặc điểm là nó sẽ hỗ trợ tấn công rất là tốt, nhưng mà nếu như nó nổi điên lên thì cũng là một vấn đề rất phức tạp. Nó có thể càng chết cả quân mình ấy. Nhưng mà đôi khi cho chiến trường nó phải có nhiều cái vấn đề thú vị xíu lắm hay. Đây rồi. Lại đổi lại bằng tướng của mình ạ. Đây. Bây giờ mình sẽ chuyển thành voi. Đó. Đấy là cách để các bạn thay tướng nhé, để chuyển đổi tướng theo ý muốn. Đấy, như thế này là bạn đã có voi rồi. Và như vậy, tương tự như vậy thì mình sẽ với quân đoàn này. Nhưng hiện tại mình còn 2 lượt nữa để mua xe bắn đá. Được, với 3 quân đoàn chủ lực này thì khả năng mình sẽ đi tấn công được. Hiện tại thì mình với chưa có nhiều quân lắm mà mắc số lượng quân đoàn rồi sao. Đúng rồi, mình sẽ thành lập thêm một cái hạm đội nữa. Tại thì sao? Có lẽ là cho cái chính trị gia này sao quân đoàn của thằng này đi. Để nó tăng trung thành lên một tí xíu. Thằng này nó đã. Xem nào, âm 4 rồi, biết ngay. Cho sao phát nó tăng lên ngay. Bọn này bây giờ cứ ít tiền thôi. Bây giờ kinh tế của mình mạnh rồi, mình sẽ dùng tiền để mua chuộc làm chính trị chứ không bổ nhiệm nhiều cho chúng nó nữa. Bổ nhiệm nhiều chúng nó là chúng ta mất uy tín rất lớn. Không được. Bọn trẻ con này chưa lớn. Bọn trẻ con này vẫn chưa lớn. At your command. Thôi được rồi. Xem nào. 6 điểm, 11 điểm. Xem là cái ảnh hưởng của các phe nó như nào. Ai già. Cái đảo này thì ảnh hưởng của phe mới thành lập.
Còn toàn bộ vùng phương Bắc này ảnh hưởng của phe Pannonia. Ok. Commander. Chờ một lượt nữa. Nâng cấp nhà cửa đã. Thằng Italia này nó hòa bình với mình rồi. Bây giờ thì mình gần như không lo về chiến tranh nhiều nữa. Không cần phải lo nhiều về chiến tranh nữa. Với vấn đề ngoại giao thì hiện tại bây giờ của mình khá ổn. Đấy. Tất cả các nước nó đều rất khá thân thiết với mình. Đấy. Thằng này nó đánh nhau loạn xạ thế nhỉ? Chiến tranh với thằng Ai Cập. Ai giả Seleucid, một thế lực mới ở phương Đông. Seleucid bây giờ lại hổ báo ghê nhỉ. Bactria này nó cũng có voi này. Nói thật chơi voi chán bỏ giờ. Chả hiểu sao các anh em lại thích chơi voi. Be welcome. I listen and speak for... Chứ mình thì mình chả thấy thú vị gì cái thằng voi đấy cả. Ôi thằng này. I welcome you, worthy speaker. I listen because your people are known to have honor. Thằng này chư hầu của mình. Thằng Đức này mạnh ghê nhỉ. Bây giờ nó kiểm soát hầu hết khu vực này rồi. Qua lượt phát nữa đã, mình tích tiền dần này. Hải quân của chúng ta đã triển khai hai hạm đội xuống phía dưới này rồi. Hiện tại mình đang có 4 hạm đội. Gold freely given. No. My people do. No. Không đồng minh quân sự được. What I ask is such a list. Bọn này nó có thích đồng minh quân sự mình nhỉ? Lạ ghê. Rồi lại một chính trị gia nữa về thành. Bây giờ mình sẽ lại cho ông ta thay vào tướng này. Để à... luân phía thôi. Đổi tướng dần đi. Ồ, cũng là tướng của phe mình mà. Ready for battle. À, tướng của phe khác. At your command. Được. Một lượt nữa. Commander. Ready for battle. Sao mình có cho hai quân đoàn đi trước mà. Mà đánh vào đâu trước bây giờ nhỉ? Tình hình bây giờ bên này cũng căng thẳng lắm. Voi. Có lẽ mình sẽ tiến theo con đường này xuống. Một cái nền ngoại giao tuyệt vời đến mức độ xung quanh toàn màu xanh này. Mình mà tấn công ở đây á. Trước khi mình giải quyết thành châu Phi á. Mua ngựa đấy chứ chả. Đấy.
cái bọn này nó kia khó kiếm nữa thì chớ rồi, phải chịu khó đầu tư. Cố gắng kiếm mấy con ngựa để cho vào các quân đoàn. Rồi, ngọt quá. Một lượt nữa mua được xe bắn đá. Mình đang hết lương thực à? Chiếm được Ai Cập mình sẽ kiểm soát lại được cái nguồn lương thực của mình. Đồng minh quân sự. We have simple needs. All we are. Thật khó. Mình không muốn tiến lên cái vùng phương Bắc đấy tí nào luôn. Rét mướt và lạnh lẽo. Thằng Đức đã sắp kiểm soát toàn bộ phương Bắc rồi. I dare not. Liên minh phòng thủ chắc chắn không phải là một sự lựa chọn tốt. Mua chuộc tướng của mình, giảm phí tuyển kỵ binh hoặc là kinh nghiệm. Thế nào thì cũng thế. Ready for battle. Tướng này tướng theo mình à? Thằng Apollo này vốn phe này vốn là tướng của phe khác, cuối cùng bây giờ nó lại đảo chính với mình. We hunger for battle. Ready for orders. We hunger for battle. Ready for battle. Xe bắn đá đã. Bắn độc. Commander. It is a great and glorious thing ready to serve battle. Your people. Sign up, lads, for a good and glorious life. Ba quân đoàn này sẽ được cử xuống châu Phi để chuẩn bị cho cuộc chiến ở châu Phi. Nhưng mà tiền của mình bây giờ có vẻ cũng đang cạn kiệt đấy. Mỗi lượt bây giờ mình chỉ còn được có 2.000 thôi. Nền kinh tế của mình đang khá là nguy hiểm. My people do not like luxury. Perhaps and I. Bọn này thích nhau làm muốn đề nghị mình làm đồng minh. Done. Thực ra nếu cần thì mình cũng có thể kiểm soát cái miền Bắc nước Ý cũng được. Miền Bắc nước Ý nói thực sự là cũng nên kiểm soát. Commander. We hunger for battle. Thằng này nó là phe Akotut à? Ready for orders. Rồi chúng ta sẽ thay toàn bộ bằng đội voi của chúng ta rồi. Ô mình nâng cấp đến đâu rồi? Lâng nốt lực lượng hải quân nữa. Chính trị gần xong rồi. Còn cái này nữa. Ready for orders. Tiến quân xuống châu Phi đã. Với tình hình kinh tế của mình hiện tại thì
không thể cho phép mình quân được nhiều hơn được nữa. Không thể nhiều quân hơn được nữa rồi. Ready for battle. Make haste, men. Mình đang khủng hoảng kinh tế nặng. We hunger for battle. Mặc dù là kinh tế của mình bây giờ vẫn còn khá nhiều tiền nhưng mà nó cũng không thể tăng lên được nữa. Thôi cứ để đây cho chắc cờ. Chưa hết chiến tranh thì chưa yên được. My people can know. Đề nghị làm liên minh phòng thủ. Trời đất ơi. Can you not attack these folk? Your bravery in this would surely be worthy of a bard's song. Bọn này cứ gạ gẫm đánh nhau nhỉ. Quân đoàn này giáp chưa trâu được bằng các quân đoàn kia. Nhưng cũng không sao. Tất cả ba quân đoàn xuống. Sau này nếu có điều kiện thì mình sẽ hai quân đoàn nữa sẽ thành lập lên ở trên phía trên này. Đây, thay bằng cái thằng tướng này. Nó chỉ upkeep tốt hơn. Mình sẽ đỡ tốn tiền để nuôi cái bọn Kraton lên. Được 1600. Thằng Rome nó làm gì mà nó vòng ra đây. It is an honor to serve. Ba hạm đội của chúng ta sắp tiến xuống tới nơi rồi. Chiếm được ở dưới này, ngoài ra Ai Cập nó có hai vựa lúa mì và một có cả mỏ sắt nữa. Đấy. Vựa lúa mì và mỏ sắt. Rất tuyệt. Tranh thủ cướp tí tiền đã. Tí nữa nó xuống đây là mình chiến là vừa. À mình quên mất đấy, mấy cái thằng châu Phi này nó có cái đội cung thủ rất là mạnh. Nhưng mà so với Kraton Archer thì hình như nó cũng ngang nhau. We humbly. Đây rồi, cộng điểm ngoại giao. Ui, cướp bóc phát được nhiều tiền thế. Chết nhỉ, đi kiểu này thì lâu lắm. Ê! Greetings, friend. I've called for good ale to ease your throat and, ripe women to ease other parts. This agreement is like a feast after an empty belly. You are a truly worthy friend. My friend, be welcome. The spirits of this place smile upon you. The gods bless you. Ái chà, chảnh nhỉ.
Không chịu à? Mà không chịu. For the Senate's part, be welcome. I listen and speak for them in our dealings. 4,000 à? Cho 4,000 luôn. Rồi, đánh cho te tua bây giờ lại thân rồi. Điểm ngoại giao mình được cộng quá nhiều nên là tăng nhanh. Mình chiếm hầu như hết nước Ý rồi còn gì nữa. Hết rồi, toàn còn vùng Việt Nam nước Ý nữa thôi. My people can only dream. Chúng nó vẫn đang chiến tranh ở khu vực kia. Thu nhập từ nông nghiệp. Phải quất thằng nào đấy nhỉ? Sao đi chế độ hành quân mà xa vẫn xa thế? Này thì bao giờ mới tới nơi? Được sau bắt đầu lưng vào nông nghiệp để tăng lương thực, hết lương thực rồi. Tăng lương thực để sau đó tăng vào công trình lên tầng 1. Ôi giời ơi. Cứ gạ gẫm mình làm đồng minh à. We have simple needs. All we ask is a small amount of wealth. Bọn này nó chỉ thích mình làm đồng minh. Mình thì lại không muốn tuyển mấy thằng này làm đồng minh. Rồi chúng ta sẽ quay lại lương thực, nâng cấp cái ruộng lên nữa. Mắc vào ruộng nữa. Cấp ruộng. Ủa. Giảm áp kíp cho nhà thuyền này. Ruộng xong thì đến thuyền. Bởi vì hạm đội mình cũng khá tốn tiền. Bây giờ là mình thích đánh ai thì mình đánh thôi. Sao nó chưa tuyển cái đội cung mạnh mạnh của nó nhỉ? Hay nó chưa có nhà lính đấy? Pharaoh, the merciful and peaceful. Cứ từ từ. Anh đánh nhau với cái thằng mò nữa. Perhaps, and I ask. Được, cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau à? Được. Buộc phải tham chiến cùng rồi. My people do not like luxury, but money. Đòi mình tiền đấy cơ. Chết rồi, thằng đệ của mình trên góc này mất tích rồi. There's a good pork roasting for you, and better ale and mead set us. Nó khử mất thằng đệ trên này rồi. Yes. Anh vừa bắt nó làm chi hầu mày đã hủy diệt nó thế. Ủa, thằng Đức này nó bị tứ bề đánh mà nó vẫn thọ được, giỏi thật.
về quánh cho mà vẫn thọ được. Đấy, mỗi lần qua lượt phải nhớ tuyển đội kỵ binh này chứ. Không lấy đâu ra quân mà đánh nhau. This humble servant of Pharaoh. Từ từ, cứ bình tĩnh. What I ask is such a little thing, and if gold free. Thì bọn này nó cứ đề nghị mình làm đồng minh là thì quá nào nhỉ? Không có. Ông đệ của mình nó mạnh là bởi vì nó có đúng một cái hạm đội ở đây này, nên không thằng nào quay đánh được nó. Cái thành của nó cũng là thành có tường thành và có nhiều quân đấy. Ready for orders. Lần sau đổi bộ lên. We have simple needs. All we ask is a small amount of wealth. Lại đánh nhau với thằng Đức. Mình thôi xong rồi. Thằng Ai Cập này đánh nhau với thằng này à? Thôi tham gia cùng đi. Dù sao mình cũng muốn kiểm soát toàn bộ cái vùng Syria kìa, à vùng Ý. Đây à? Còn tướng nào phe mình không nhỉ? Đây. Xuống đây phòng thủ đã. Không sợ đâu, miền Nam nước Ý còn hai thành thôi. Kiểm soát không khó. Nhưng mà liệu có đủ tiền để nuôi quân tiếp không? Vấn đề. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Có một hạm đội nữa đóng ở đây à? Chỗ này thì e là không cần hạm đội đóng. Rút xuống đây cho anh. Your orders. Tốt rồi, chúng ta đã chiến tranh với cả thế giới rồi đấy. Fleet reporting. Disembarking. Ready for orders. Returning to the way ahead is blocked. Disembarking now. Rồi. Mình sẽ không công cái thành này, mình tấn công vào đây. Vùng này thì cứ để cho đệ mình kiểm soát được. Bây giờ Thank you.
Đợt tiếp theo sẽ là đau đầu ấy. Mình cử 3 quân đoàn chủ lực xuống phía nam thì bây giờ lực lượng ở phía bắc này, phía bắc ấy không có quân nào. My people can only dream. Không, cũng không đáng sợ lắm đâu nhưng mà. Perhaps, and I ask with all due respect for your august self, triển khai quân trên lãnh thổ you nhau could let us have some. Thằng này nó cứ thích triển khai quân your people are wounded by this war. Now is the chance to end the struggle. Trở thành chiến hầu của anh. Or suffer more. Từ từ, à, mình sẽ chiếm hết cái vùng như vậy là bắt thành chiến hầu được. Nhưng mà nó, mình nghĩ là để mình chiếm nốt cái đảo Sicin, đảo Ý đó, để mình có đường đi xuống khu vực phía nam đó. Gold freely given. Nó bắt đầu e sợ sức mạnh của mình rồi. Đây, tấn công. Đủ. Nó có đội hình pha lăng và rất nhiều quân. Có cả xe bắn đá nữa kìa. Vây nó lại đây đã. Chưa ăn được nó đâu. Tốt nhất là cứ mua quân đi đã. Chưa có quân, chưa ăn được nó đâu. Ready for battle. Advance, command. March. Ready for advance. Ready for further orders. It is an honor. Get on watch. Chiến tranh hết tất cả bọn ở dưới này. The light of his people. Bid me welcome you and listen carefully and. À, đề nghị thằng này chứ. Thằng Mo này nó chiến tranh với những ai? Mỗi Ai Cập rồi. Không có thằng nào lựa chọn nào khác. I bid you a hearty welcome. Let nothing here displease. I must accept in glorious hero's name. Thành của nó không có quân phòng thủ. Ô nhanh quá. Nó để cho cả 4 quân đoàn đánh chứ nhỉ. Để cho cả 4 quân đoàn được đánh. Mình đánh hơi nhanh. Tấn công. Ôi dồi ôi. Sao lại có móng ngựa vàng này rồi. Lên bóng vàng rồi. À, ở thành kia mình thành ở vùng Hy Lạp. Trận đầu của mình rồi. Cái bọn này này, Royal Cruz Archer này này. Cái bọn này mạnh gớm đấy. Cái đội cung đến rất là mạnh. Tuyển được mấy thằng cung đấy thì cũng ngon nhỉ. Nhưng mà bị động lắm. Đánh nhau ở sa mạc này thì để xem tiến vào hướng nào là thuận lợi nhất. Có vẻ là hướng này. Spartan pikes. Spartan. Đây là những đơn vị bộ binh mạnh nhất của Sparta này. Giáp 124.
Đâu, giáp 121, phòng thủ cận chiến 124, tinh thần chiến đấu 157, sát thương 100, sát thương 82 cả. Battle group ready. Noble cavalry. Tiến thật nhanh lên nào. Ôi chết rồi, rơi bắn đá hay to quá. Elephant. Sparta. My courage was good. Lên được đây là tốt nhất. Chúng nó khỏi phải chạy luôn. At the double. Italian noble cavalry. Úi giời. Tấn công. Đánh nhau với thằng châu Phi đâu, đội cung của nó đâu nhỉ? Đấy là này Slinger, đội cung thủ nó đâu nhỉ? À, mình đứng dưới chân đồi, nó bị khuất tầm nhìn, nó cũng hạn chế tầm bắn đi. Nó cũng không dám xông ra. Toàn bọn Slinger. Đâu cung thủ nó đâu nhỉ? Kỵ binh nó đông phết nhỉ? Chưa nhìn thấy đội cung thủ nó đâu. Kỵ binh sao mà? Dám tấn công bắn vào đây. Đội cung thủ Clayton Archer nó bắn khủng khiếp quá, bắn hết tên đi rồi. Mình đứng ở tầm dưới này nên nó bị khuất tầm nhìn, nó không bắn được. Không lại không thể quan sát được chúng nó. Đấu với cung thủ Clayton Archer ấy. Ôi dồi ôi. Xe bắn đá của mình cẩu xa thế. Ôi dồi ôi.
mấy thằng châu Phi này. Đú với anh à, đú với Spartan này. Đây còn cả các Royal Spartan này. Bạn là cái cung thủ Kraton Archer đâu. Đây Kurt, đây này. Đủ cung mạnh nhất của nó đây này. The battle is turning in our favor. One of our units has used all its ammunition. Tốt rồi. Ôi, bắn hết tên rồi cả. Missile infantry at your command. Chariot à? Chariot. Úi dồi ôi. Ngựa của châu Phi à? Úi Elephant, elephant, elephant. Bây giờ, kỵ binh đây rồi. Diệt mất quân của nó đi đấy. Cho kỵ binh vào lùa. One of our units has used all its ammunition. Anh ra, bọn này nó đánh lì thế nhở? Nãy giờ không chết à? Đưa đến Spartan xem nào. Ôi, 141 phòng thủ trận chiến. Mới có rank bạc thôi, còn chưa lên hết đâu. Thì có đánh đến sang năm, nó cũng đánh hết rồi, chết rồi. Ái giời ơi. Cận chiến luôn. Chariot thì không sao chống được voi đâu. One of our units has used all its ammunition. Kỵ binh của mình rồi, sắp vào. Quân Sparta này để có thể mạnh thì phải tuyển rất nhiều quân từ các phe phái khác. Quân đoàn này quá mạnh. Ôi, mấy anh châu Phi này, đẹp trai vãi luôn. À, khiên ra báo rực rỡ nhưng. Sao ăn được cái đội hình pha lăng của anh? À, bọn này chấp luôn. Đây rồi, voi đây rồi. Ôi. Ui ôi. Sao một mình thanh niên này xông lên tận đây này? Khổ báo thế. Ôi, có vài thanh niên xông ùa. Rất khổ báo xông tận lên trên này. Xe tăng chiến trường, xe tăng chiến trường. Ui.
Our general is under attack. Tướng bị tấn công á? Ai dám tấn công tướng của mình? Chết có 134 thậm chí thôi. Đội quân này là quá mạnh. Kỵ binh của mình của mình sử dụng 6 đội lính đánh thuê thì tốn kém lắm. 6 đội lính đánh thuê là khá tốn kém. Nhưng mà đã chơi thì đừng có ngại mưa rơi. Đắp thì nó cũng sắp ra miếng mà. Hai nghìn đấu với 4.000 mà chết có hơn 100 thằng kia, đâu có đơn giản. Xong phí. Commander. Một. Hay quá, chúng ta có thêm vựa lúa mì này, nâng cấp thành này. Vùng này thì không thể phát triển quân đội được. Vùng này nó hỗ trợ toàn kinh tế. Nó toàn hỗ trợ về kinh tế. Quân đoàn này tiến theo hướng này. May mà mình dự trữ được lượng tiền cũng khá khá. Cặp này hỗ trợ rất mạnh về kinh tế. Thằng Mo này nó chỉ có My people can only dream. Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau mà đòi mình nắm tiền này á? Thằng này đúng là đây gọi là tống tiền. Đây nó gọi là tống tiền chứ không phải gọi là xin tiền. We have simple needs. Cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau. The storm has raged long enough, and now, at your agreement, the softer reins of peace could be yours. Cái gì nhỉ? Phí tuyển dụng bộ binh cận chiến. Alexander đã chết á? Ô, một đứa bè. Con nhà mình nó đã dẹo rồi. Nên cay nhỉ. Thằng Ai Cập đâu rồi, tấn công thằng Khúc đi. Anh chiếm được rồi. Bây giờ là nó chạy sang đây rồi. Thủy quân lục chiến chúng ta sẽ đánh một trận đầu tiên ở đây. Tiếp đến là chúng ta sẽ chạy sang cả bên kia. Các cái quân đoàn mà sử dụng cái thằng spy thì nó bắn, nó đánh cận chiến không được mạnh lắm, nhưng mà nó bắn tầm xa thì rất xa. Mình đang nghiên cứu xem xét xem là mình sẽ lâng vào cái gì trước. Tầm bắn ai giờ sương mù à? Đấy, trời này trời nó sáng sủa, đánh bốn. Ready, willing and able. Ships waiting. General. Ready for orders. Orders. Grouped and awaiting orders. Fire on enemy ship. General.
Có một chiếc đổ bộ thôi. Từ từ nhá. Lực lượng hải quân của mình nó đổ bộ hết đây rồi. Bắn bọn kỵ binh của nó trước. Citizen Cavalry Lai Hop Tite. Đây 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 đây, PK Man này. Khử bọn PK Man cho anh. We await your command. Ra đây, ra đây, ra đây. Moving out. Hard on the oars. Ships waiting. Hạm đội của Sparta. Cho đổ bộ phát đã. Rồi. Đúng rồi, giết cái đội hình pha lăng này. By your command. Là các chiến binh Sparta. Bây giờ. Wow. Quân địch nó cũng chưa dám ra rồi. Quân địch chưa dám ra. Chiếc đầu tiên. Chúng nó rút vào thành à? Rồi. Các chiến hạm đầu tiên đã rút ra rồi. Cho những đợt chiến hạm tiếp theo chuẩn bị vào. Sát ở đây. Citizen Cavalry lùi ra, không dám tấn công à? Đâu à? PK Man đây à? Artillery ships ready. Destroys. Bắn bằng được thằng PK Man cho anh. Đây 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 đó. Đám cung nó ra đây rồi. Understood. Support ships ready and waiting. To the oars.
Shoulders! Operative Phalanx! Sparta! Spear infantry at your command. Battle group ready! Ai da! Điền đâu rồi? Lã vào cung tên nó cho anh. Điền cung đâu? Ôi ồ. Thì cái men này. Ai dạ. Cậu mạnh lắm nhỉ. Yours to command. At the double. At your command, support ships. Đây. Ai già, thương cũng nặng phết đấy. Không có kỵ binh mà. Hạm đội của mình còn 2 chiếc nữa, đổ bộ lốt. Support ships ready and waiting. Loose. Take aim. Fire. Ôi ôi. Nặng quá nhỉ. Vì bọn cung nó bắn ra thấm phết đấy. Ai già. Mà bọn này nó đánh cũng lì nữa cơ. Sparta. As you command. Hoplites. As you command. Sparta. At the devil. Off the boats. Áp sát nó luôn. Để nó bắn tên dữ quá. Đúng rồi. Bắn vào đây. Hay quá, lực lượng của bộ tiếp tục xuống. Uầy, có một đội ngựa của nó mà gần này thằng không quay được à? Uầy, thương cực nặng luôn nhé. Pháo hạn rồi, bắn nhiệt tình luôn sao nào? Our units has used all its ammunition. Support ships at your command. Fire on the enemy. Our general is under attack. Pháo hạ lã tướng nó. Ô kìa. Citizen cavalry của nó này. Có mấy thằng thôi mà nó có đánh đi thế. Sparta! Cut for glory! We await your command. Spearmen at the ready. One of our units has used all its ammunition. Oh, sợ thật. Được rồi, hạ lốt đội cung này của nó là xong. Gì đây? Mấy cái thằng ngựa. Úi dồi ôi. Sao nó ném lao chết nhiều thế nhỉ? Ai à. Ui, nó đánh đến thằng cuối cùng luôn à.
Thế quái nào ấy nhỉ? Ồ. Bình thường mấy cái thằng quân này làm gì nó đánh lì như thế này. Vãi thật. Toàn thuyền phùi. Chưa đủ khả năng nâng cấp lên à? Chưa đủ nâng cấp lên. Đây là một quân đoàn. Quân đoàn chiếm nốt cái vùng này đã. Rồi chúng ta sẽ cuộc chiến tiếp tục. Nó đang chế độ hành quân này. Khử luôn. Thằng Ai Cập đâu rồi? Cử quân sang đây đánh đi. Đang mua quân à? À đây. Thật là vui khi chúng ta lại được đánh trận ở nhiều trận cùng lúc thế này. Pikemen 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ôi sao rẻ này ra. Ôi nó trừ được. Đỡ tốn nhiều tiền thế nhở. Đứng một phe mình. Có 700. Giảm đáng kể tiền phí nuôi mua quân. 4 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó còn thiếu cái gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó có 16 đơn vị quân. À ừ đúng rồi, 4 đội cung thủ nữa. Ngon thì vào đây. Ngon thì vào đây. Ngon thì vào đây. Ồ. Thằng này như kiểu nó muốn sang đất của mình đánh nhau sao nhỉ? Không liên quan nhưng có khi mình phải đưa một quân đoàn xuống đây thật. We have simple needs. Chắc chắc là phải có một quân đoàn xuống đấy thật. Ôi bọn này thích nhau đề nghị mình làm đồng minh. We demand only a modest weight of coin. My master always looks. The love of gold can stir evil in men. Ôi thằng Đức nó kiểm soát hết cả phía Bắc rồi kìa. Chứ rồi tiền của mình tăng tiếp điểm ngoại giao lên này. Tiếp điểm ngoại giao lên. À, ui tôi chết rồi, nó có xe bắn đá. Kệ nó chứ. Quan trọng là nó có ăn được hay không.
hạm đội này có vẻ hơi chậm chân. Trưởng kinh tế lên không là chết. Cái vùng này sao không được hỗ trợ à? Mình nhớ là cái vùng này nó được hỗ trợ tăng 5 giáp cho các đơn vị được quân được tuyển cơ mà nhỉ. Sao ở đây cũng không thấy được. Rút về đây á. Ngon thì cứ việc tấn công. Quân đoàn này đóng hạm đội đây thì chả thằng nào ăn được. We hunger for battle. Let them cower. Nó không có quân ở thành. Ôi, nó có cái đội cung thủ tuyệt quá nhỉ. Thế này. Roan Kutis Archer. Đội cung này nó bắn tởm lắm. Mình sẽ kiểm soát hết luôn khu vực phía nam này. Ở dưới này nó có cái mỏ vàng rất là giàu có. Ngoài ra mình cũng có thể bổ sung thêm lượng thực. Xây các công trình khác. Vùng này chỉ phát triển nông nghiệp và thương mại thôi. Hai vựa lúa mì tuyệt vời, một mỏ sắt nữa. Đẹp trai tuyệt vời luôn. Ái chà. Seleucid, ái dồi, Seleucid. Một thế lực mới ở Seleucid mạnh thế nhở, nó phản công thằng này ghê thế. I am honored to greet such an ambassador of such worthy. You speak with wisdom. Assume. More. Be welcome, I suppose. À, nó chịu làm chư hầu của mình à? Thôi được. Vậy thì mình cứ kiểm soát hết cái phần Ai Cập này, mình bắt làm chư hầu. Có nhà lính đời 3 rồi kìa. Có nhà lính đời 3. Lên đời 4 là mình tuyển được voi của Ai Cập ấy. Ủa, không biết nó có quân gì nữa nhỉ. Thế thôi, chúng ta sẽ chiếm lốt cái vùng này. Bây giờ thì gần như là chúng nó sợ mình quá rồi. Thôi được, quả lửa đá. Nào, thằng kia. Nó vác quân lên để nó định đánh với mình ấy. Tiếc rằng là we have simple needs. All gold freely. I hope that hy vọng hòa bình. Hy vọng vào một nền hòa bình à. Athena gives wisdom and Ares gives strength. I give you peace if you will dare. Được rồi, tạm thời hòa bình phát đã. Để tạm thời nó không đánh mình nhá. We sau mình lại sẽ đề nghị qua thằng đệ Ai Cập tiếp. Gold. Kinh tế của mình đang khủng hoảng đấy. Kinh tế của mình đang gặp khủng hoảng. Cộng 10 thu nhập từ tất cả các vùng Xeno. Giải quyết thằng Mo rồi đó. We take this settlement. The settlement for Rome. Oh,
Rồi. Ready for battle. Ready for orders. Đây rồi. Chúng ta sẽ nâng cái này lên. Nó có công trình gì đấy? Trại thợ săn. Vùng này là phát triển kinh tế, không phải để phát triển. Cái này nó tăng vào nông nghiệp này. Nông nghiệp và thương mại ở vùng này thôi. Ê. Nào thằng Mo, thích làm đệ của anh à? Be welcome, I suppose. Now, by the flame, you offer. 4,000, cho mày luôn. Your heart. Xong. Ngựa. Xem nào. Ngựa đời 3. Cướp bóc nữa. Chuyển sang đây. Ách chà chà. Nó rút quân rồi đấy. Hạm đội của mình đâu? Ông đệ Ai Cập, ông tiến xuống tận đây. Thằng này nó điên hay sao mà nó tự cướp bóc trên đất của mình, chính nó này. Vùng này rất tuyệt vời, cái được hỗ trợ rất nhiều vào kinh tế. Đấy, vùng này nó chủ yếu mạnh về thương mại và... Ôi, nó có mỏ sắt thì nó cũng tăng cả vào công nghiệp. Tiền chúng ta nhiều, bây giờ chúng ta sẽ dùng tiền để mua lòng trung thành của các phe phái khác. Không việc gì phải bổ nhiệm chúng nó cả. Tướng này cũng không có skill gì ngon này. Đang cần thêm một tướng phe khác nữa để thành lập thêm một cái hạm đội nữa mà khó quá nhỉ. 4 lượt nữa là nâng được ruộng. The pleasures of my household are yours to enjoy. Chiến tranh khúc. The pleasures of my household. Rome mặt xanh mình mới đâu. 6,000 này. Cho mình xanh luôn. Thằng này. Athena give you wisdom so that you may. Từ đầu đến giờ thì mình chưa dùng giải pháp quân sự để bắt một phe nào thằng nào thành chư hầu thì phải.
mình mới chỉ bắt nó bằng ngoại giao thôi. Có nghĩa là mình đánh cho nó một trận rồi mình đề xuất ngoại giao thôi. Chứ mình cũng chưa dùng cái giải pháp là đánh chiếm cái thành cuối cùng của nó bao giờ. Between friends, the gift of gold. Nếu như mà mình đồng minh với cái thằng Seleucid đấy thì mình phải đòi nó một cái việc rất quan trọng. Đó là mày phải trở thành chư hầu của anh. My people do not like luxury. But... thằng nào cũng thích mình trở thành đồng minh thế này. Thằng này nó cứ đánh nhau với mấy thằng Tây Ban Nha. We make this modest request in the knowledge. Đồng minh đồng khói gì ở đấy? We have sim. Toàn đòi tiền mình. Ồ, sao lên liên tục được hỗ trợ này, sướng thế. Lại tăng tiền à? Thêm một đội cung nữa. Upkeep bị tăng lên đáng kể. Và không sao. Vùng này không có hỗ trợ nhà lính kìa. Quên mất không tuyển kỵ binh rồi. Mười, hai mươi điểm, trung thành. Rất là tuyệt. Ủa? Bên này nó có nhà lính đến mấy? Thử sang bên đấy xem là có tuyển được cái lính gì hay hay không nhỉ? Mình đánh quá nhanh. Tập lượt sau chỉ sợ thằng đệ của mình nó không giữ được nổi vùng châu Phi. Mình cũng không muốn tiến sao ai đánh rằng là vùng cái vùng châu Phi Africa này rất là giàu có, nhưng mà phát triển một cái vùng lãnh thổ trải dài như vậy thì nguy hiểm lắm. I dare not ask much. Mày tống tiền này nhỉ? Mày dùng nghệ thuật tống tiền à? Lại được hỗ trợ tăng văn hóa Hellenic, tăng public order, tuyệt thế. Rồi nhá. Nó định tấn công vào đây á? À? Bảo vệ căn cứ của thằng đệ của mình ta đã. Greetings, friend. I've called for good ale to... I cannot agree. Ngay cả thằng nước này mặt nó cũng xanh với mình, mặt nó thân thiện hơn. Pass the day. Mặc dù là mình đang chơi với hầu hết các cái phe khác. Bắt cỏ. Mấy thằng châu Phi đấy á. Xuân nào, thằng này chiến tranh với những ai?
I am honored to receive you, and look forward to your erudite arguments and witty quips. With... Hay quá, chúng ta lại tiếp tục chiến tiếp cái cảng này đã. Ở đây có thêm một vựa lúa mì nữa. Tha hồ. Có ít quân quá. Cảng bên kia nó xây hai nhà lính. Cảng bên này thì không. Ô, mình chưa có hiện tâm. Tăng số lượng các cái quân đoàn và hạm đội lên nhỉ. Đây rồi. À, có nghĩa là phải chiếm được cái đảo này à? Thì mới có tác dụng à? Cộng 5 giáp cho tất cả các đơn vị hải quân và bộ binh được tuyển ở vùng này. Được, lên cái nhà lính lên để tuyển quân ở đây cũng được. Bắt buộc phải xây chiếm được cái vùng này thì mới nhận được cái hỗ trợ này. Ngọn núi Enta ở xưa. Đây là ngôi nhà. Đây là ngôi nhà của Hephaestus. Sức mạnh của Hephaestus và của con quỷ Typhon. Con quỷ Typhon à? 5% vào giáp à? 5% vào giáp và 10% vào tinh thần chiến đấu thì cái nào hay hơn nhỉ? 5% vào tinh thần chiến đấu này. Giáp thì nó cũng được. Có hai điểm tuyển quân cho nó xa một chút. Không cứ tập trung hết vào cái khu vực bên này thì nhiều lúc nó hơi bị động. Nếu như vậy thì mình phải phá một số công trình ở đây kìa. Không đủ cấp độ để nâng cấp. Lên ruộng trước đấy. Ôi dồi ôi, lương thực của mình bây giờ dồi dào thế nhỉ. Greetings in the name of Hermes. Speak, but do not... Không chịu làm chư hầu của anh à? Vậy thì sẽ làm kẻ thù của anh thôi. Bạn chỉ có hai sự lựa chọn. Ai giờ? Các chiến binh Sparta rồi, chuẩn bị đưa quân ra đấy. Vấn đề là mình phải nâng cấp của lính của mình đây nữa. Đây, nâng cấp kiếm. Vùng này phát triển nông nghiệp này. Cái này thì nó hỗ trợ về công nghiệp. 200 thu nhập từ nông công nghiệp. Đến đây à? 7 lượt nữa thì lên được kiếm vàng. Tất cả đều là đối tác làm ăn của mình này. Mình có hai cái mỏ sắt là ổn rồi. Poseidon bless our voyage. Returning.
Đấy. Khả năng mình không mua được bọn kỵ binh này bởi vì cái thằng Siri nó mua hết tất cả mình. Cái thằng nó mua hết kỵ binh của mình. Nên là mình không mua được lực lượng kỵ binh. Còn bây giờ thì khác rồi. Qua con lượt đã. Hai hạm đội của mình đóng ở đây thì không thằng nào dám tấn công đâu. We humbly ask for a single. Nhận làm chư hầu của anh thì được. Chứ còn đồng minh đồng khó gì. Hai thằng này bỏ chiến tranh với nhau à? À tốt. Tốt. Đây rồi. Ô, mình đã được thưởng tiền này. Kiểm soát được 10 province. 20 à? Sugi. Ngựa đời 3 đây. Cho quân đoàn này sang trước quá đã. Nubian Bowman. Nó cũng có cái bọn này à? Giống Ai Cập à? Ai chả, nếu mình tấn công xong bên này thì lãnh thổ của nó bên này cũng rộng lắm. Please accept as a most humble audience. My friend. You honor this place with your arrival. I, your humble servant in matters of diplomacy, await your words. Không chịu. Không chịu. Nó cũng không có nhiều đất đâu. Quân nó bên này cũng ít thôi. La Mã có mấy cái thành cối cứ đánh nhau hoài không xong. Mình ở đây rồi. Cho cái thằng kia ở dưới kia nó xem. À cho một binh đoàn Sparta đi xem nó giải quyết được bao nhiêu thằng con nó. Tăng thêm một đơn vị. Một điểm tuyển quân. Gold freely given and... Thằng Đức nó đang trở thành hạng 1. Our coffers are not so full that further tribute from your people would be unwelcome. No. Ô, sao đám con chó mình ốm chết nhiều thế nhỉ? Ôi, chết mất hai đứa rồi, còn hai đứa thế à?
căng thế nhỉ. Bổ nhiệm mấy thằng này lên ạ. Lấy được vợ cái cho nó lấy. Ồ, con vợ này xấu quá. Trừ 2 à? Mấy thanh niên này quyết tâm không lấy vợ à? Phát triển nhánh hải quân lốt à? Nốt cái nhánh hải quân này. Giảm áp kíp nhà thuyền xuống, mình sẽ có thêm tiền. Rồi. À, lính giáo này, Squidit Pike. Nó không phải là giáo đời một, giáo đời 3 đâu. Cũng được đấy chứ nhỉ, cũng có đội hình pha lăng này. Chariot này. Còn phía nam xem nó có công trình gì hay hơn. Nó cũng có mỗi cái đội ngựa đời 3 thì nó cũng bằng cái kia. Không khá thì hơn cả. Tấn công vào đây chiếm nốt vùng châu Phi nhỉ, cho nó đẹp bộ. Không có quân à? À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy thích video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.